các cụ nhà ta ngày xưa có câu ghét nhau như chó với mèo tại sao lại vậy nguồn cơn của câu nói đó ở đâu mà ra từ thực tế chúng ta có thể thấy bất kỳ một tương tác qua lại nào giữa chó và mèo đều có khả năng dẫn đến xung đột thậm chí chúng còn đánh đuổi nhau mỗi ngày mặc dù sống trong cùng một mái nhà mối quan hệ chó mèo này cứ thế diễn ra từ thế hệ này qua thế hệ khác từ năm này qua năm khác từ ngày này qua ngày khác là người nuôi chó mèo, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng lại có vẻ không ưa nhau đến vậy không? Hoặc làm cách nào để chúng có thể chung sống hòa bình hơn? Hãy dành ít phút, xem hết video này, bạn sẽ có câu trả lời ngay thôi. Chó mèo ghét nhau do mối quan hệ bản năng. Bản năng của loài chó và mèo thật đáng kinh ngạc. Ví dụ, một chú mèo không biết sử dụng khay vệ sinh và che đi phân của nó mà không cần chỉ dạy. Mặt khác, một chú chó con có thể chôn đồ chơi của nó trong vườn để ngăn những con chó khác hoặc bàn chạm vào nó, sau đó sẽ đào nó lên và chơi. Bản năng cũng có thể gây rạn nứt trong mối quan hệ giữa chó mèo. Những chú chó luôn có mong muốn đuổi theo những động vật nhỏ hơn. Trong khi đó, loài mèo có bản năng bỏ chạy khi chúng cảm thấy bị đe dọa. Khi chú chó của bạn đuổi theo con mèo của bạn một cách hăng hái, bản năng chống trả hoặc chạy trốn của mèo trở nên mạnh mẽ. Mèo có thể gầm gừ lên, xà vào hoặc cắn khi cảm thấy bị chó đe dọa những bản năng này sẽ nát mối quan hệ theo hai cách mèo coi chó là kẻ săn mồi và muốn giữ khoảng cách và chó có thể phát triển nỗi sợ hãi với mèo sau khi bị vút mèo cào vào mắt hoặc mỗi khi mèo gào toáng lên chó mèo ghét nhau do hiểu lầm cả chó và mèo đều rất tài giỏi khi đọc ngôn ngữ cơ thể trong loài của chúng ví dụ nhiều chú chó có thể phát hiện ra một chú chó khác hung dữ hoặc có kế hoạch tấn công ngay lập tức chúng sẽ tránh đến quá gần chú chó đó. Đôi khi, có sự trùng lập giữa các hành vi của hai loài. Tuy nhiên, tâm lý của chúng lại hoàn toàn ngược lại. Chó hay nhảy vụ vập những người mới đến, vui vẻ vẫy đuôi như một dấu hiệu chào mừng. Còn mèo vẫy đuôi lại là dấu hiệu của sự giận dữ hoặc không hài lòng. Hay ví dụ như, một chú chó đang phấn khích, có thể nhảy xung quanh và sủa khi nó muốn chơi. Khi có sự xuất hiện của một chú chó khác trong phòng, nó có thể dùng miệng để chơi hoặc vật lộn với nó đây là một thú vui của những chú chó trong khi đó đối với loài mèo hành vi đùa nghịch tự nhiên này của loài chó sẽ được đánh giá là có khả năng hung dữ chú mèo không chỉ từ chối tham gia cuộc chơi mà nó còn có thể lao vào tấn công chó trong quá trình này như vậy cả chó và mèo của bạn có thể có ý tốt nhưng do không hiểu hành vi của đối phương từ đó dẫn đến tranh chấp mâu thuẫn chính vì vậy mối quan hệ đầy sóng gió giữa chó và mèo thường đi đến sự hiểu nhầm không chủ ý chó mèo ghét nhau do bảo vệ vị trí và lãnh thổ một trong những lý do rõ ràng nhất khiến chó và mèo không hòa hợp là cả hai loài đều có xu hướng giành lãnh thổ chúng muốn đòi và giữ những gì hợp pháp của chúng ví dụ một con mèo có thể cọ má và tráng vào đồ vật người mà chúng yêu thích coi đó là của riêng mình do đó mèo của bạn có thể trở nên ghen tị hoặc cảm thấy bị lấn chiếm và cọ sát mạnh vào bạn để đòi lại người thương sau khi thấy bạn và cúng cưng thân thiết với nhau bản năng lãnh thổ này có thể nâng cao đến mức cực đoan bao gồm việc đánh dấu nước tiểu hoặc phân nếu chó và mèo của bạn liên tục cảm thấy chúng đang cạnh tranh để giành lấy cùng một không gian và mọi thứ nói cách khác chó và mèo có thể không thích hoặc thậm chí ghét nhau khi chúng nghĩ rằng thức ăn giường ngủ, sự thoải mái và an toàn của chúng có nguy cơ bị lấy mất. Thay vì coi đối phương là anh chị em trong cùng một nhà, chúng xem nhau như đối thủ, hoặc kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Chó và mèo có thể chung sống hòa bình với nhau không? Câu trả lời là có. Chó và mèo có thể hòa thuận với nhau, mà không gây gỗ hay xô xát. Một số cặp đôi mèo và chó có mối liên kết chặt chẽ. Chúng sẽ chia sẻ bát thức ăn và nước uống, rút vào nhau trên ghế dài, hoặc chải lông cho nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ vui vẻ giữa mèo và chó không phải là chuẩn mực. Triển vọng của mối quan hệ này thường phụ thuộc vào hành vi và giống. Một số giống chó mèo có tính cách ôn hòa, hướng ngoại và ngoan ngoãn, có thể trở thành những người bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, những chú mèo thường miễn cưỡng hơn chó khi xây dựng tình bạn giữa các loài khác thường này. Một mối quan hệ tốt đẹp giữa một chú chó và một chú mèo là điều mà tất cả những người nuôi thú cưng chỉ mơ ước. Cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa chó và mèo là hãy giới thiệu chúng đúng cách, cho chúng không gian an toàn riêng biệt trong nhà và chơi với từng thú cưng riêng biệt. Nếu mối quan hệ giữa mèo cưng và chó cưng nhà bạn chưa tốt, hãy chia sẻ phía dưới để nhận được sự hỗ trợ nhé. Và đừng quên đăng ký kênh, yêu động vật sẽ thông báo ngay cho bạn khi có video mới nha.